Sáng ngày 2 tháng 9, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hội An tổ chức lễ viếng hương Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu gồm các đồng chí, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, thành viên Ủy ban Nhân thành phố, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại biểu các chức sắc, bà con người Hoa, đại biểu các cơ quan đơn vị địa phương, lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn đã thành kính dâng hương, đặt vòng hoa, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, vẻ vang của dân tộc. Những năm qua, cùng với việc tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ, thành phố Hội An đã nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan nghĩa trang, đảm bảo sự thành kính thiêng liêng. Sau lễ dâng hương, các đồng chí đã thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hội An.